kết nối tri thức. Những ngày xuân chuồng biên lúc này là bầu không khí trong lành yên ả, được tô điểm bởi những cây đào phai hồng nhẹ đến mơ màng cùng những bạt rừng hoa mận trắng tinh khôi. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân tác giả Nguyễn Văn Học khám phá núi rừng Tây Bắc, quần đảo Trường Sa, nơi có những chiến sĩ kiên trung âm thầm bảo vệ quê hương đất nước, và còn vô số câu chuyện khác nơi biên cương thông qua cuốn sách Hoa Xuân Nợ Thắm Biên Cương, sách do nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Hoa Xuân Nợ Thắm Biên Cương gồm 28 bài viết được trình bày trong gần 200 trang sách. Mở đầu sách với bài viết Suối êm chảy trong lòng Tây Bắc. Tây Bắc đẹp, đó là điều ai cũng phải công nhận. Nhưng vùng đất tuyệt diệu này còn đẹp và lãng mạn hơn vì có những con suối nên thơ. Bao đời qua, suối như những mạch máu âm thầm chảy và nuôi dưỡng mọi cánh rừng, mỗi bản làng để làm nên cuộc sống và tạo nét văn hóa đặc sắc cho người dân tộc thiểu số. Nếu bạn từng khám phá Tây Bắc bằng xe máy, theo kiểu phượt đúng nghĩa, có lẽ là điều thú vị nhất và một trong những nơi khiến dân phượt, các tay săn ảnh phải đưa máy lên bấm liên tục, có lẽ là các dòng suối. Họ bị hấp dẫn vì vẻ đẹp dân dã mà rất đặc trưng của nó. Người dân không thể thiếu những con suối, đó là lời khẳng định của những cụ già dân tộc thiểu số Tây Bắc. Những con suối này đã cung cấp nước cho những nương lúa bậc thang, nhất là vào mùa khô hạn, và đã cứu được hàng nghìn hecta lúa của bà con dân tộc vùng cao. Vẻ đẹp của Tây Bắc còn được tôn thêm bởi những chiếc cọn nước dịu dàng quay suốt đêm ngày. Thiếu nữ e ấp tuổi 18 đôi mươi, điệu đà duyên dáng đứng cạnh cọn nước như chiếc bánh xe khổng lồ, bên bỉ quay lấy nước, ập òa reo vui suốt đêm ngày, thật sự là hình ảnh nên thơ khiến không ai có thể cầm lòng. Tạm biệt vẻ đẹp của Tây Bắc, của những con suối, tác giả đưa chúng ta đến thăm quần đảo Trường Sa để tìm hiểu xem điều gì đã làm nên nét đặc sắc trong suốt bốn mùa ở Trường Sa. Khi tiếp xúc với các chiến sĩ, quện với cảnh, thân với con người, tác giả nhận ra sức người, sự kiên trung hy sinh và những loài hoa khoe sắc. Hoa thể hiện nét đẹp con người. Sắc hoa ở Trường Sa tượng trưng cho tình yêu cuộc sống, sự bền bỉ của các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đất trời. Có thể khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc, bởi nơi hải đảo xa xôi vẫn bắt gặp những hình ảnh chốn quê nhà, những cánh chim biển, những chậu hoa sứ, hoa giấy, cảm giác thân quen còn bởi những món quà mang đậm tình cảm do đất liền gửi theo những con tàu ra đảo, như người mẹ tảo tần thương đứa con xa chất giả. Lạ là bởi mùa thu cũng như mùa hè, trời biển xanh ngắt một màu, gió lộng bốn bề và nắng vàng rực rỡ. Từng đàn hải âu dần sóng gợi nhau tha thiết. Trên những hòn đảo khô cằn, mặn chát, hơi muối, song sức sống vẫn dương mình mạnh mẽ. Điều khiến tác giả ấn tượng là bởi ở quanh năm nắng gió khắc nghiệt, nhưng mùa nào vẫn bừng sắc, vẫn hiện diện những bông hoa thắm với nhiều loài hoa như phong ba, bàn buông, bào táp, muống biển, rồi hoa sứ, hoa phong lan, hoa xương rồng. Nhưng đều chung một thông điệp, đẹp và dân hương sắc cho đời. Đẹp từ việc các chiến sĩ ngoài thực thi nhiệm vụ, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, còn tăng gia sản xuất, trồng hoa để làm phong phú đời sống. Ở đâu có hoa thì ở đó có sắc hương, nơi nào gian khó, nơi đó có thanh niên. Các chiến sĩ là những bông hoa tươi thắm và quật cường, anh dũng nhất nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì từ các đảo chìm, đảo nổi, bạn sẽ đều thấy sự hiện diện của những gương mặt trẻ, những người làm việc cực lực, mặt mũi nhám mồ hôi, dài ướt đẫm đầm đìa, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói, hồn hậu, thân thương. Mỗi khi có khách đến thăm, chính những người lính lại đứng đoán đoàn,
rồi lại lỉnh kỉnh chuyển đồ, rồi cũng dẫn những người lính ấy lại tận tình tiếp khách, hát vang những bài ca giao lưu với các bạn trẻ, những vị khách đến với Trường Sa, những người đồng hương hỏi han người cùng họ cùng tên, thật thân thương gần gũi. Rất nhiều chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trường Sa là lính trẻ, tuổi trẻ thì năng động sáng tạo, thích văn nghệ. Dịp khách đến thăm là dịp để nhiều cây văn nghệ trổ tài đàn hát, cùng người dân trên đảo tổ chức gói bánh chưng. Các em nhỏ sinh sống trên đảo cũng sẵn sàng hát giao lưu với khách, với chất giọng ngộ nghĩnh nhưng rất yêu đời, yêu biển đảo quê hương. Ở các đảo có người dân như sông Tử Tây, Trường Sa lớn, sinh tồn, tình cảm quân dân thắm thiết, chung tay thực hiện nhiệm vụ cũng khiến người đến thăm ấm lòng tin tưởng. Thăm các hòn đảo xinh đẹp, kiên cường giữa sóng nước, ngoài tận tình cứu chữa điều trị cho các ngư dân mắc bệnh, không ai bị tai nạn, cấp nước sạch và thuốc men cho họ, thì những âu tàu trên quần đảo Trường Sa còn là nơi tránh trú bão gió, sửa chữa tàu thuyền, giúp bà con ngư dân mỗi khi hỏng hóc. Người lính đảo nhớ quê hương nhưng cũng thiết tha ấm lòng trong sự đùm bọc chia sẻ của tình quân dân, tình đồng đội và tình cảm của bà con ở đất liền theo những chuyến tàu. Nhiều tấm gương chiến sĩ trẻ tình nguyện làm nhiệm vụ, dù nhớ cha mẹ đất liền nhưng nỗi nhớ ấy biến thành sức mạnh. Dường như ở nơi ngàn khơi ấy không có sự tính toán thiệt hơn, chỉ có niềm vui và sự cống hiến thầm lặng. Đức hy sinh ấy góp phần làm nên sức sống cho đảo, biển và sự trường tồn của dân tộc. Tiếp đến, tác giả dừng chân tại xứ Mường, Hòa Bình. Đầu đầu cũng vang tiếng chiêng báo hiệu không khí xuân đang đến. Chiêng gọi người về dự hội, chiêng hối thúc và tiếp sức những đôi chân, những bàn tay làm nương rẫy. Đằng sau những hình ảnh đẹp đó có một phần rất lớn của những người nghệ nhân sưu tầm, gìn giữ chiêng, cổ vũ tinh thần gìn giữ văn hóa dân gian. Những việc làm ấy không chỉ giúp kho tàng chiêng Mường không bị chảy máu, mà còn giúp nhiều nét văn hóa cổ xứ Mường không bị phôi phai theo thời gian. Những ngày xuân này, khách thường tìm về những bản làng du lịch như Hòa Bình. Đặc biệt nếu khách đến bản du lịch Giang Mỗ, thành phố Hòa Bình sẽ được tiếp đón bằng loại đặc sản quý, đậm chất truyền thống là búa, hát chiêng. Tiếng chiêng xuân khiến bản làng trở nên sinh động, muôn hoa nở đẹp tươi, làm rộn rã những bước chân làm nương làm rẫy. Tiếng chiêng theo quan niệm của người Mường là tiếng của lòng người. Trong các lễ hội, lễ mừng nhà mới, lễ đi săn Tết, lễ xuống đồng, bao giờ cũng có tiếng chiêng trầm bổng để cổ vũ, để góp phần làm cho giá trị của cộng đồng được phát huy tốt hơn. Văn hóa chiêng là kho tàng di sản vô cùng quý giá được truyền từ đời này sang đời khác. Tiếng chiêng gắn bó với đời sống mỗi người từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi mất đi. Nhưng văn hóa Mường đang bị mai một, cồng chiêng chảy máu, những nỗ lực bảo tồn giao giá trị nhân văn của các đại gia đang góp phần bảo lưu, tìm lại những âm sắc của chiêng, của nền văn hóa. Mỗi khi tiếng chiêng trầm hồn ngân lên, gợi đến tương lai tươi sáng, cũng sẽ thôi thúc những bàn tay hay lam hay làm, những bước chân vững chắc và mạnh mẽ trên đường rẫy. Cuốn sách Hoa Xuân Nở Thắm Biên Cương còn là những câu chuyện xoay quanh nhiều bạn trẻ tích cực quyên góp, bỏ tiền túi, mua hàng hóa, đồ dùng, rồi lại vất vả mang đi làm từ thiện. Là việc làm thực sự ý nghĩa mà hiện nay nhiều người đang hướng tới. Chưa bao giờ hoạt động du lịch thiện nguyện lại trở nên sôi nổi như mấy năm gần đây. Ước tính có hơn 1.000 tổ chức, nhóm hội đang thực hiện công tác xã hội nói chung và từ thiện nói riêng. Mục tiêu là giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em nhỏ hiếu học có khả năng theo tiếp con đường của mình. Các chương trình diễn ra hàng ngày, hàng năm và nhộn nhịp hơn cả là những tháng cuối năm khi bà con dắp phải mùa đông lạnh giá trong thiếu thốn và phải chuẩn bị đón Tết. Những chuyến hàng thiện nguyện, trái tim vì cộng đồng sẽ đi đến những nơi đó, mang theo cả mùa xuân.
Tác giả Nguyễn Văn Học đã vô cùng tinh tế và khéo léo khi lồng ghép nhiều câu chuyện vừa mang đậm tính giản dị gần gũi với đời sống, thể hiện được nét đẹp quê hương đất nước. Tác giả không chỉ nói về cung đường hoa nở mùa xuân mà còn nói đến những bông hoa người, đóa nhân ái đã đơm nở giữa chốn biên cương vùng khó khăn, luôn tỏa ngát hương thơm giữa đời thường. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Hoa xuân nở thắm biên cương tại thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.